Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Ủy viên Dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Theo các quyết định được công bố tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp nhận Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Minh đến nhận công tác tại Ban Dân vận Thành ủy. Bổ nhiệm giữ chức phó trưởng ban điều động trưởng phòng lý luận chính trị lịch sử đảng ban tuyên giáo thành ủy lưu anh rô đến nhận công tác tại trường chính trị thành phố bổ nhiệm giữ chức phó hiệu trưởng chỉ định phó giám đốc ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố huỳnh anh vũ giữ chức ủy viên ban chấp hành đảng bộ quận liên chiểu nhiệm kỳ 2020-2025 giới thiệu để chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố điều động và bổ nhiệm làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận liên chiểu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố điều động phó giám đốc sở du lịch nguyễn xuân bình đến nhận công tác tại sở ngoại vụ bổ nhiệm giữ chức giám đốc sở điều động phó tránh văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân thành phố nguyễn thế tuân đến nhận công tác tại sở lao động thương binh và xã hội bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc sở điều động phó giám đốc ban quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao nguyễn đức nam bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố điều động trưởng phòng điều hành giám sát 2, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, Nguyễn Chí Công, bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc ban quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm giao giữ trọng trách mới, đánh giá cao phẩm chất, năng lực công tác thời gian qua, đồng thời đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy sở trường, kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đặc biệt tăng cường tinh thần trách nhiệm theo chỉ thị 34 của Ban Thường vụ Thành ủy, phát huy vai trò nêu gương, nỗ lực công hiến, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.